Vâng, tuy nhiên với sự đông đúc của đêm qua thì cũng đã có những sự cố xảy ra. Nhiều người tập trung đón năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh và sau đó nhiều người cũng đã ngất xỉu. Trung tâm cấp cứu 115 đã cử các cán bộ đến để hỗ trợ cấp cứu các trường hợp mệt mỏi vì thiếu oxy do chen lấn, hạ đường huyết. Một số bạn trẻ cho biết là họ đã nhịn ăn từ trưa. Các y bác sĩ đã tiến hành sơ cấp cứu, các trường hợp sau đó đã khỏe lại. Các bác sĩ cảnh báo là người dân cần ăn uống đầy đủ để tránh kiệt sức khi tham gia các sự kiện diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Đặc biệt là không nên chen lấn, không nên tụ tập quá đông đúc, có thể dẫn đến tình trạng chen lấn, dẫm đạp lên nhau, nguy hiểm.